thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Đây là bài viết Chuyện ba kể con nghe. Làm người thông minh thôi, đừng làm người nham hiểm, của tác giả Chuyện Min kể. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Mình từ trước đến nay vẫn luôn tự hào là đứa con gái lớn lên trong lời dạy của ba. Không phải là mình phủ nhận công lao của mẹ, chỉ là mình đến gần với mẹ mình muộn quá. Lúc đó tư tưởng của mình đã được định hình từ ba mất rồi. Hồi mình còn bé, ba mình chùm say rượu về nói xàm và nôn. Mẹ mình sẽ càm ràm và đứa con gái cưng này sẽ là người bị sai đi hứng cơn say của ba. Ban đầu có ghét thật, nhưng lâu thì thành quen. Đến một lúc đột nhiên lớn lên, cô con gái ương bướng bỗng thích thú với những câu chuyện của ba và đâu đó hiểu những nỗi đau mà một người đàn ông phải chịu đựng. Đôi lúc rất xót xa. Thôi, chuyện nhà mình dài quá. Nhưng mình công bằng nhá. Hồi bé mình thi viết về người thân, mình đã viết về mẹ và dành 500.000 của Viettel ạ. Sau này làm khảo sát đầu vào cấp 3 cũng phải viết về người thân. Thế là mình viết về ba và được 10 điểm. Cô còn đọc và khóc. Nên coi như hòa, mình viết về cả hai người và đều có thành tựu rồi nhá. Vào chuyện chính, hôm nay mình về nhà. Rất lâu rồi mình mới có dịp nói chuyện với ba. Mà bằng một cách nào đó, trong tất cả các dấu mốc của cuộc đời mình, ba đều lặng lẽ đứng bên cạnh như một thiên thần chuẩn bị cho mình từng bước đi vững chắc nhất. Hồi mình chuẩn bị đi học đại học, lần đầu có người yêu, hay bây giờ là chuẩn bị đi làm ở một môi trường mới, cũng đều như vậy. Ba sẽ hơi say và cha con ngồi nói rất nhiều chuyện về nhân sinh thế sự. Hôm nay là lần đầu tiên ba kể con nghe chuyện nhà một cách thẳng thắn, không vòng vèo như trước. Ba kể, mọi chuyện không phải như con thấy đâu, không phải năm nay tính toán, năm sau đã gặt quả. Những thứ con có bây giờ, ba mẹ không phải là con chuẩn bị đi học rồi mới tính, mà tính cả từ 7-8 năm trước rồi, chuẩn bị cho tụi con đủ sức mà đi. Ba kể, bước ra đường, con không thể sống như ở nhà được, không thể nào vứt đồ lung tung, cũng không có nghĩ gì nói đó được. Biết tiến, biết lùi thì mới nắm lấy cơ hội của mình được. Làm cái gì cũng vậy, ba một đời đi tới được đây là phải biết bỏ đi cái này, nhặt về cái kia, giúp người này, đỡ người kia, rồi mới có thể lo được cho tụi con như vậy. Ba kể về những câu chuyện mà mình đã đi qua rất lâu, về những món nợ trong nhà, về biến cố vì dịch, về những khó khăn, bị người này làm gì, người khác chèn ép ra sao. Những điều này ba đều bảo, không biết con có gặp chưa, nhưng cuộc đời không màu hồng như con tưởng tượng đâu. Mình thấy thương ba, có rất nhiều chuyện cần lo như thế, bao nhiêu thứ cần phải tính toán bạc cả tóc như vậy, nhưng vẫn rất hay cười, vẫn cứ thấy ba mình có một vẻ bình yên, nhẹ dịu lắm. Vẫn nhường hết những thứ tốt đẹp trên thế giới này cho mẹ, cho tụi mình. Và không quên dặn tụi mình là không được để mẹ phải buồn tủi, phải thương mẹ nghe chưa. Mình bâng quơ hỏi han về mùa màng thế thái, bảo mùa về con phải lắp cho ba cái camera, rồi không cần đi vô dãy canh cho cực, cũng không có lo mất mát chi nhiều. Người cha thấy cô con gái có vẻ vẫn nhọc nhằn chuyện mùa trước nhà mất đồ, ba vẫn cười nói không sao. Sống phải có kế hoạch, phải lấy thứ mình muốn, nhưng cũng đừng bị nó gò ép quá. Có những thứ mất đi cũng là một cái hay, vì mọi thứ không như mình tính được, con gái à. Tính được hết thì nhà mình đã giàu. Hôm nay cái điện thoại đó là của con, ngày mai con bị móc túi, nó không còn là của con nữa rồi. Hôm nay ba có cái dãy, mai bán cái dãy cũng hết là của ba. Sống vô tư một chút, không để ý một chút thì mới nhẹ nhàng thanh thản được. Lúc này mình mới vỡ òa ra. Tại sao một người phải lo lắng nhiều đến thế, lại có thể an yên trước sóng gió như vậy? Họa chăng chính là vì suy nghĩ này. Ba bảo với mình, những thứ đã xác định làm là phải làm được, làm cho tới. Nhưng đừng vì vậy mà phòng vệ với thế giới quá, cứ vô tư mà đi thôi. Ở phía sau là ai, mặc kệ. Chống một chút để mình không ngã, đi về phía trước, miễn là tâm mình vững vàng,
mình phải nhất quyết không sa ngã vào cái này, không bị vướng chân vào cái kia, tâm phải sáng là được. Nếu lúc nào con cũng phải giữ khư khư cho mình, vậy thì mệt mỏi lắm. Dù nó có quý giá như thế nào, nhưng mà mình làm mình quá mệt vậy thì cũng có đáng nữa đâu. Nhân lúc cô con gái đang thấm sâu từng lời của ba và soi xét lại những nguyên tắc của chính mình, tự hỏi, vậy suốt đời phải chịu thiệt thòi ủy khuất thì đâu cũng vui vẻ gì. Mình nhớ lại mấy lần bị chơi xỏ đúng đau. Nếu cô có thể bình yên từ bỏ mà tha thứ vậy thì thế giới này dễ dàng quá. Bà quay sang đột nhiên nhìn mình như thấu tâm can, bảo rằng tùy tính người mà sống. Bà bảo đối với những người nham hiểm, con phải phòng vệ, phải cẩn thận. Con chơi với họ cũng được, giao tiếp cũng được, bị té một lần cũng được, làm vậy để lớn hơn. Nhưng mà chung quy lại, người nham hiểm rất độc ác. Họ sẽ không vì con đã giúp họ mà ngưng vùi dập con. Con phải vững lòng đi về phía trước, không màng họ, nhưng vẫn phải đề phòng đối phó với những con người như vậy. Người nham hiểm cũng rất thông minh, có cái để mình rút kinh nghiệm. Nhưng mà con à, sống trên đời lúc nào cũng phải tính toán, suy nghĩ, phòng thủ chi cho mệt. Sống là phải thông minh, nhưng mà phải tử tế. Bỗng trong một phút giây nào đó, mình biết ơn cuộc đời kinh khủng khiếp. Vì những ngày đó, dù ngỗ nghịch và hỗn láo như nào, bà cũng tha thứ cho mình. Và dù những trận đòn roi có sát da sát thịt như thế nào, mình vẫn nghe ba bằng cả trái tim lẫn khối óc mà không ghét bỏ, những không mù quáng. Cảm ơn vì trong tất cả các cách yêu thương, hai cha con lại thương nhau theo cách vị tha chân thành đến thế. Buồn ghê, rất tiếc là trong rất nhiều tấm hình sống ảo của bản thân, không hề chụp riêng với ba một tấm nào. Thôi, tình yêu này đủ giữ hình ảnh của ba ở trong tim. I love you, chupiu. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!